Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những quan điểm về việc Việt Nam đàn áp tôn giáo. Ngày 8 tháng 1, AFA tiếng Việt có bài Quan điểm về việc Việt Nam vẫn trong danh sách theo dõi đặc biệt của Hoa Kỳ về quyền tự do tôn giáo. Theo đó, ngày 4 tháng 1 năm 2024, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố Việt Nam vẫn nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt do các vi phạm nghiêm trọng về quyền tự do tôn giáo. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời Linh Mục Đặng Hữu Nam nêu quan điểm. Với quan điểm của tôi, về những gì diễn ra tại Việt Nam thì rõ ràng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Thứ nhất, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam yêu cầu tôn giáo phải đăng ký. Đó là bước không có tự do tôn giáo, bởi theo hiến pháp, quyền tự do tín ngưỡng là quyền của con người, không phụ thuộc vào bất cứ định chế nào của xã hội. Còn với những tôn giáo đã được thừa nhận ở Việt Nam, thì hỏi có được tự do hay không? Tôi trả lời là không. Với chế độ cộng sản vô thần thì không thể có tự do tôn giáo. Vì vậy, tôi rất đồng ý với việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Giai đoạn đầu tiên là bất cộng đới thiên. Giai đoạn thứ hai là họ biến tôn giáo thành phương tiện, công cụ của nhà cầm quyền để phục vụ cho nhà cầm quyền. Thời kỳ thứ ba là họ tục hóa, họ giải thiên các giá trị tâm linh của tôn giáo, biến tôn giáo thành một hội lễ hơn là đức tin. Đó chỉ là bề ngoài chứ không phải là tâm linh. Bước tiếp theo là họ đánh bẫy, làm tha hóa các vị chức sắc tôn giáo, làm mất tính khả tín nơi các vị chức sắc tôn giáo, từ đó làm mất khả tín nơi những người xung quanh và ngay cả tín đồ của tôn giáo đó. Đó là những gì mà chúng ta đang thấy nơi các tôn giáo tại Việt Nam. Hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. AFA cho biết từ ngày 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2023, Việt Nam đã cử một đoàn công tác liên ngành và các chức sắc tôn giáo đến Hoa Kỳ để trao đổi về vấn đề tín ngưỡng tôn giáo và đề nghị Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Dẫn đầu đoàn là ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Nói với truyền thông nhà nước, ông Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, chúng tôi đã đưa ra lập luận cụ thể, chặt chẽ đối với những nhìn nhận đánh giá sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tôn giáo tại Việt Nam do các tổ chức cá nhân của Hoa Kỳ nêu ra và đề nghị phía Hoa Kỳ không ủng hộ hay sử dụng thông tin một chiều từ các cá nhân tổ chức người Việt phản động lưu vong tại Hoa Kỳ. AFA dẫn lời Hòa Thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói, việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, theo tôi là làm vừa ý một số dư luận nói Việt Nam vi phạm một cách liên tục và trầm trọng về vấn đề tự do tôn giáo. Tuy nhiên, dù biết Việt Nam vi phạm trầm trọng, nhưng Hoa Kỳ không có biện pháp chế tài một cách mạnh mẽ. Chuyện lên tiếng thì theo tôi chỉ là cho có lệ, còn Việt Nam có thay đổi hay không thì Hoa Kỳ cũng chỉ cho qua mà thôi. Điều đó làm chúng tôi rất buồn và ít tin tưởng. Hình ảnh Hòa Thượng Thích Không Tánh chứng kiến cảnh chùa Liên Trì đổ nát do bị Cộng sản đập phá. Luật sư Đặng Đình Mạnh được AFA dẫn lời cho rằng, sự đàn áp của chính quyền thể hiện bằng rất nhiều thủ đoạn, kể cả việc họ thành lập các tổ chức giáo hội dưới sự chi phối toàn diện của chính quyền để thay thế cho các tổ chức giáo hội được thành lập bởi chính các nhà tu hành. Đồng thời, họ đưa vào giáo hội đó những nhà tu hành giả mạo để lũng đoạn, bôi nhọ và gây mất uy tín cho các tôn giáo. Bên cạnh việc ban hành các quy định pháp luật về tôn giáo, thì chính quyền Việt Nam có những động thái kết nối cởi mở với các thực thể tôn giáo quốc tế như Vatican, hoặc cho phép xây dựng tôn tạo những công trình tôn giáo cũ. Chúng đều là những hành xử mang tính cách hình thức một cách tinh vi để che đậy sự đàn áp và phá hủy tôn giáo trong nước mà thôi. Cho nên, việc chính quyền Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo là hoàn toàn chính đáng và cần thiết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Những quan điểm về việc Việt Nam đàn áp tôn giáo. VinFast công bố kế hoạch đầu tư vào Ấn Độ sau khi Phạm Nhật Vượng trở thành CEO. Ngày 8 tháng 1, AFA tiếng Việt loan tin, VinFast đưa tin mở rộng đầu tư sau khi Chủ tịch Phạm Nhật Vượng nắm chức mới. Theo đó, hãng xe điện VinFast cho biết họ có kế hoạch chi ra 2 tỷ USD để xây dựng một nhà máy xe điện ở Ấn Độ. Đây là thị trường xe hơi lớn thứ 3 toàn cầu về doanh số bán. AFA dẫn một nguồn tin quốc tế ngày 8 tháng 1 nêu rõ, nhà máy của VinFast, như vừa nêu, sẽ được đặt tại bang Tamil Nadu ở miền nam nước Ấn.
Thông tin vừa được đưa ra sau khi ông Phạm Nhật Vượng vào ngày 6 tháng 1 chính thức chuyển từ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast sang làm Tổng Giám đốc điều hành và phụ trách sản xuất, bán hàng, toàn cầu, thay thế bà Lê Thị Thu Thủy, bà này về làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast. Hình ảnh bản tin trên AFA. Theo AFA, VinFast cho biết hãng cam kết đầu tư 500 triệu USD cho giai đoạn đầu xây dựng và kế hoạch chuyển đổi khu vực quanh thành phố cảng Thoothukudi thành một trung tâm sản xuất xe hơi điện hàng đầu. Nhà máy của VinFast tại đó sẽ có công suất 150.000 xe mỗi năm, tuy nhiên hãng không cho biết thêm chi tiết cụ thể nào khác. AFA cho biết kế hoạch vừa nêu sẽ là cuộc thâm nhập đầu tiên của VinFast vào thị trường Ấn Độ và cũng nằm trong công cuộc mở rộng toàn cầu của hãng này. Trong đó có thị trường Hoa Kỳ, nơi VinFast đang đầu tư xây dựng nhà máy xe hơi điện tại bang North Carolina và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong năm nay. AFA cũng cho hay, vào tháng 10 vừa qua, VinFast cũng thông báo kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi điện tại Indonesia trị giá 400 triệu USD. Hãng đã bắt đầu chuyển xe hơi điện sang Lào để chạy taxi xanh, một kế hoạch tương tự cho thị trường Campuchia vừa qua. Theo truyền thông xứ Chùa Tháp, đã bị Thủ tướng Hun Manet bác bỏ khi Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đề nghị với ông trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 12 năm ngoái. Hình ảnh lễ xuất khẩu xe ô tô điện của VinFast vào cuối năm 2022 được tổ chức rất hoành tráng. VinFast nhắm đến bán xe của hãng ra 50 thị trường trên thế giới vào cuối năm nay. AFA cho biết thêm vào năm 2023, VinFast niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên thị trường chứng khoán Nasdaq Hoa Kỳ. Lúc đầu giá trị cổ phiếu của VinFast được thổi lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, vào đầu tháng 1 vừa qua, cổ phiếu VinFast mã VFS giảm chỉ còn 7,05 USD một cổ phiếu. Cụ thể, cổ phiếu VFS của VinFast ra mắt thị trường trên sàn Nasdaq ngày 15 tháng 8 với giá chào sàn là 22 USD. Cổ phiếu VFS nhanh chóng tăng lên đến 93 USD một cổ phiếu vào ngày 28 tháng 8, được báo chí Việt Nam ca ngợi là bùng nổ, là tăng sốc, mạnh mẽ. Nhưng ngày sau đó, VFS đã rơi vào một chuỗi ngày rớt giá thê thảm, bị gọi là tuột dốc không phanh, rơi tự do, xuống đến đáy là 4,59 USD một cổ phiếu trong tháng 10 năm 2023. Hình ảnh mẫu xe VF8 được chào bán tại Mỹ và gặp phải nhiều nhận xét tiêu cực. Trước những động thái lạ của VFS vào tháng 11 năm 2023, một công ty luật tại Mỹ đã công bố tổ chức một cuộc điều tra nhắm vào hành vi gian lận của VinFast trên sàn chứng khoán Nasdaq, như việc cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc thông tin gây hiểu lầm cho nhà đầu tư chứng khoán tại Hoa Kỳ hay không. Nếu tìm được những bằng chứng này, họ sẽ khởi kiện VinFast. Việc VinFast niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq cũng không có gì đáng hãnh diện khi hãng này phải niêm yết thông qua một công ty SPAC, gọi là công ty sát trắng, được thành lập với mục đích mua lại đặc biệt. Nghĩa là VinFast không đủ điều kiện để tự nộp hồ sơ IPO tại Mỹ, nên phải dựa vào một công ty đã niêm yết sẵn trên thị trường. Ngoài ra, AFA cho hay VinFast phải chật vật để bán xe điện tại thị trường Hoa Kỳ khi mà những lô xe đầu tiên vấp phải những nhận định xấu từ giới chuyên môn. Tuy vậy, hãng kiên trì cho rằng nếu thành công được ở Mỹ thì sẽ thành công ở những nơi khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin VinFast công bố kế hoạch đầu tư vào Ấn Độ sau khi Phạm Nhật Vượng trở thành CEO. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d